Xin chào mọi người nhé. Clip này mình xin test một cây DJ trúc tứ khuất nguyên tông la cho một anh Nghĩa ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì phụ kiện nó sẽ có như là hộp đựng này, túi nhung, một quyển sách hướng dẫn bằng tiếng Trung. Trong này thì có ốp bảo vệ bằng dung này, dây treo a dao hay có bằng dung và một bảng các nốt ở trên 6 DJ. Nên mình sẽ tặng thêm một gói bằng dung cao cấp để mọi người dán được nhiều hơn nhé. Rồi mình sẽ đi vào âm thanh. Mình sẽ cấp beat nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé.